Xin kính chào quý vị và các bạn đang thức dậy cùng chúng tôi trong chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2016 và tôi là biên tập viên Vi Dung. Còn tôi là biên tập viên Thùy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Thái Lan nhận định loạt vụ đánh bom có khả năng liên quan đến phản đối trưng cầu ý dân. Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao mức cảnh báo về sốt xuất huyết khi có thêm bệnh nhân tử vong và có mưa khiến muỗi vẫn sinh sản mạnh. Mùa bánh Trung thu lại đến và mối lo về bánh bị làm giả làm nhái và mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn hiện diện. Chia sẻ của người mẫu Trương Hoài Nam, thí sinh vừa rời khỏi cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2016 để có thể thấy đâu là thật, đâu là diễn của các thí sinh ở trong ngôi nhà chung. Những chữ viết tí hon trên các lá vàng và bạc bé xíu trong các hài cốt có niên đại từ 2.000 năm trước được phát lộ tại Siberia có thể là các lời nguyền hay bùa phép. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 12 tháng 8 nhận định có khả năng loạt vụ đánh bom xảy ra trong vòng 24 giờ qua tại 5 tỉnh của nước này có liên quan đến phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân diễn ra vào ngày 7 tháng 8 vừa qua. Theo truyền thông Thái Lan, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Hoàng gia Chakthip Chaijinda đã đưa ra nghi vấn trên sau một cuộc họp trực tuyến với các quan chức nhằm thúc đẩy công tác điều tra làn sóng đánh bom tại nhiều thành phố ở miền nam của nước này. Ông Chakthip cho rằng các vụ nổ có thể có liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp mới vừa qua và thời điểm xảy ra các vụ nổ cho thấy có thể do các đối tượng phản đối cuộc trưng cầu tiến hành. Trong khi đó, cảnh sát đã loại trừ sự liên quan của khủng bố quốc tế trong loạt vụ đánh bom trên, cho rằng đây là hành động phá hoại trong nước nhằm vào ngành du lịch. Hãng hàng không Mỹ JetBlue vừa mới xác nhận là hơn 20 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị thương sau khi một máy bay bị rung lắc mạnh và phải chuyển hướng hạ cánh xuống bang Dakota Nam. Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 8 theo giờ Mỹ. Phát ngôn viên JetBlue cho biết chuyến bay gặp sự cố mang số hiệu 429 trên hành trình từ Boston, bang Massachusetts đến Sacramento, bang California với 145 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Sau khi xảy ra sự cố rung lắc mạnh, máy bay đã hạ cánh xuống thành phố Rapid, bang Dakota Nam. Sự cố đã khiến cho 7 hành khách và 2 thành viên tổ bay phải nhập viện cấp cứu, 15 người khác phải đến viện kiểm tra thêm. Trong khi đó, 122 hành khách khác được đưa đến Sacramento sau đó 10 giờ đồng hồ. Một nữ tài xế xe điện người Ba Lan đã đỡ đẻ thành công giúp cho một sản phụ sinh con đang trên đường đến bệnh viện. Trước đó, chiếc xe chở sản phụ đã dừng ở trước cổng một trạm xe điện do thai phụ này đã trở dạ. Tài xế Dorota Kacmarek, người từng được đào tạo chuyên ngành hộ sinh cho biết, trong lúc cô đang làm nhiệm vụ tại trạm xe điện, đồng nghiệp và thông báo có một chiếc xe lạ đậu phía ngoài trạm. Sau đó tài xế Dorota và đồng nghiệp chạy ra thì thấy sản phụ đang trở dạ. Họ đã đỡ đẻ giúp sản phụ và giúp cắt và thắt dây rốn cho em bé. Mẹ của em bé là Paulina Kasperska nhớ lại, cô đã trở dạ trong khi đỗ xe chờ tàu chạy qua. Cô đã yêu cầu chồng gọi xe cấp cứu tới đón họ nhưng không kịp và em bé đã chào đời nhờ sự giúp đỡ của tài xế Dorota. Hãng điện tử LG của Hàn Quốc vừa mới tung ra thị trường Ấn Độ loại màn hình TV tích hợp chức năng phát sóng siêu âm để đuổi muỗi. LG nói rằng khả năng đuổi muỗi của TV sẽ hạn chế được việc lây lan bệnh sốt rét, Zika và sốt xuất huyết. Hiện tại có 2 mẫu TV có khả năng chống muỗi được bán với giá lần lượt là 394 đô la Mỹ cho bản 32LH 520D màn hình 32 inch và 706 đô la Mỹ cho màn hình 42 inch. Được LG nhắm tới phân khúc TV giá rẻ dành cho những nơi người dân thu nhập thấp và có nguy cơ cao bị muỗi cắn. Điểm đặc biệt của dòng TV này là chức năng chống muỗi có thể được bật riêng mà không cần phải mở TV vì bộ phát sóng âm là bộ phận hoạt động độc lập. Trước đó, dòng TV LG chống muỗi đã được bán ở Philippines và Sri Lanka vào tháng 7 vừa qua. Vào ngày 12 tháng 8, Tòa án tối cao Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm đăng ký mới đối với các xe chạy bằng động cơ diesel tại thủ đô New Delhi, sau khi các hãng sản xuất ô tô phàn nàn về việc tồn kho hàng ngàn chiếc xe thuộc dòng SUV. Tuy nhiên, Tòa cũng buộc các hãng sản xuất xe ô tô phải trả 1% thuế môi trường do làm ô nhiễm không khí tại thành phố này. Phán quyết trên sẽ ảnh hưởng đến các xe có dung tích động cơ 2 lít trở lên, điển hình là các xe SUV, xe Jeep và các loại xe đắt tiền khác. Tòa cũng cho biết sẽ cân nhắc việc có áp đặt thuế môi trường với các xe chạy bằng động cơ diesel có dung tích nhỏ hơn hay không. Phán quyết này được đưa ra sau khi hãng xe hơi khổng lồ Mercedes-Benz và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô khiếu nại rằng lệnh cấm gây thiệt hại doanh thu của họ. Các tòa án Ấn Độ đang hối thúc nhà chức trách hành động nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô New Delhi, bị xếp hạng là một trong những thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới trong nhiều cuộc khảo sát. Sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp và khó lường ở Tây Nguyên. Số người mắc và nhập viện vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Bệnh viện của các tỉnh Đắk Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông đều đang quá tải. Có mặt ở nơi đây thì mới thấy hết sự chật vật của người bệnh, đặc biệt là nỗi đau của con nhỏ trong cơn dịch. Những ghi nhận của phóng viên VTC14 tại điểm nóng Gia Lai. Khoa nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai những ngày này giống như khu nhà trọ sinh viên. Chăn, màn, treo hết lên cửa sổ hành lang để che nắng, che mưa. Nơi tôi đang đứng đây không phải là một buồng bệnh, mà là một góc hành lang của khoa nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Như quý vị và các bạn có thể thấy là phần lớn diện tích của hành lang đã được sử dụng để kê giường bệnh. Và chỉ còn một cái lối đi rất là nhỏ như thế này thôi để vừa người đi. Vâng, ngoài hành lang thì như vậy, còn trong buồng bệnh thì sao? Xin mời quý vị và các bạn đi cùng với tôi đến một buồng bệnh. Giường bệnh này có bao nhiêu người nằm đây ạ? 3 người chị ạ. 3 người trên một giường. À. Thế thì mình phải nằm kiểu gì hả chị? Nằm quay đầu ấy. Thì ban đêm thì em bé nó ngủ, còn mình người lớn thì ngồi ghế, ngủ. Giường bệnh kê sát vào nhau, người bệnh nằm chéo chân để tận dụng tối đa diện tích. Khoa nhiệt đới vốn dĩ chỉ có 40 giường bệnh, nhưng nay số giường thực tế đã lên tới 150. Bệnh nhân tâm thần phải nhường giường cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Khoa da liễu phải chia sẻ không gian với khoa truyền nhiễm. Do là đông quá không có chỗ nằm nữa, 2-3 người một giường á. Đây là mượn ở bên này qua nằm tạm. Chúng tôi thì ban giám đốc đã mua giường mới và một số mượn giường của khoa tâm thần rồi chuyển qua khoa đông y và khoa phục hồi chức năng. Cả hai khoa đó đều bệnh nhân của khoa bệnh nhiệt đới. Có tới hơn một nửa bệnh nhân là trẻ em. Người phụ nữ dân tộc Gia Lai này vừa đi dãy về đã vội đựng con vào viện. Chị không hiểu vì sao cơ thể đứa con mình lại nóng ran, chẳng khác gì cục lửa. Còn chị người Kinh này, cả tuần nay không lúc nào ngơi tay khi phải chườm liên tục cho hai đứa con. Chúng cũng đã gầy dập đi vì sốt. Hai đứa này sốt xuất huyết mà con bé nó bị lần thứ hai nè. Và còn thằng đây thì nó mới bị chứ mà đứa này còn 39-40 độ đó. 4-5 ngày nay rồi. Những ngày này, thành phố Pleiku đã chuyển sang tiết trời dịu mát. Những cơn mưa rả rích không thể hạ nhiệt cho những buồng bệnh này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh đã nâng mức cảnh báo trước sự nguy hiểm của dịch bệnh sốt xuất huyết sau khi có thêm một bệnh nhân nữa được xác định là đã tử vong. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đây vẫn chưa phải là đỉnh dịch sốt xuất huyết trong năm nay. Vì thế nguy cơ có thể có thêm những trường hợp tử vong khác nếu không triển khai các biện pháp phòng chống tích cực. Ngay sau khi có thêm một bệnh nhân tử vong ở quận Hóc Môn, Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Y tế quận Hóc Môn tiến hành phun thuốc diệt muỗi, làm vệ sinh môi trường và tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống trên địa bàn chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Hiện tại các quận huyện trên địa bàn thành phố có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao là Hóc Môn, Tân Bình, Phú Nhuận, Củ Chi và Thủ Đức. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết sốt xuất huyết tăng cao do Thành phố Hồ Chí Minh đang ở mùa mưa nên muỗi sinh sản phát triển mạnh. Trong thời gian tới, khả năng bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và có nguy cơ bùng phát thành dịch. Để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần phải chủ động triệt để việc diệt muỗi và loang quăng. Dù còn hơn một tháng nữa thì mới đến Tết Trung Thu, nhưng mà có thể nhận thấy là không khí Trung Thu đã bắt đầu xuất hiện. Từ những cửa hàng sạp bánh cho đến mạng Internet, nơi mà các bà nội trợ chia sẻ kinh nghiệm làm bánh Trung Thu tại nhà. Có thể dễ hiểu, đi kèm với sự mong chờ tiết Trung Thu cũng là nỗi lo bánh không đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Khi mà bánh Trung Thu từ thượng vàng cho đến hạ cám thì sẽ xuất hiện tràn lan trên thị trường. Và người tiêu dùng thì bối rối trước những nguy cơ có thể gặp phải từ loại bánh này. Chưa đến rằm tháng 8, nhưng nhiều cửa hàng đã rực rỡ loại bánh đặc biệt này. Vẫn là hình dáng quen thuộc của bánh nướng, bánh dẻo. Vẫn là những loại nhân dễ tìm thấy như thập cẩm, trà xanh, trứng muối. Vậy mà năm nào, mùa này, bánh Trung Thu cũng tràn ngập thị trường. Chợ càng lớn, cửa hiệu càng uy tín thì giá càng đắt đỏ. Còn người thu nhập thấp thì đành phải chịu những mặt hàng giá rẻ, kể cả bánh Trung Thu. Và nguy cơ về an toàn thực phẩm, về hàng hết đát lại tăng cao. Rất là ngại vì chọn những thể loại bánh nó quá đắt. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của gia đình, bạn bè. Công nhân thì thấy cái gì được thì mua thôi. Còn có tiền thì siêu thị. Còn công nhân thì rứa thôi. Còn nhớ năm 2015, một cửa hàng bánh truyền thống nổi tiếng tại Hà Nội bị xử phạt vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Một cửa hàng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người tiêu dùng. Nỗi lo lắng với mặt hàng này càng tăng cao. Người tiêu dùng vẫn không tìm ra cách nào khác ngoài việc đặt lòng tin vào những nhãn hàng nổi tiếng hoặc bánh homemade. Tuy vậy, khâu bảo quản lại chứa thêm nguy cơ đến sức khỏe người dùng. Khi mà không có không khí và vô trùng hoàn toàn thì cái bánh của mình bảo quản được 30 ngày. Nhưng sau 30 ngày cái bánh nếu nhìn về cảnh quan thì cái bánh đó nó cũng có thể không mốc. Nhưng nó đã quá hạn sử dụng thì khi mình mở cái chất lượng ăn trong đó nó không còn an toàn nữa. Thì khuyến cáo tất cả các người tiêu dùng là không nên ăn sản phẩm đó khi ở ngoài bao bì đã ghi hết hạn sử dụng. Chứ không phải lý do là hết hạn sử dụng mà tôi vẫn thấy còn đẹp quá, có thể ăn được, không hoàn toàn không phải. Còn hơn một tháng nữa mới đến rằm Trung Thu. Nhưng sự háo hức đã bắt đầu và nỗi lo cũng đang dần hiện hữu với những người tiêu dùng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nóng nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội. Trong vài năm gần đây, thành phố đã tiến hành lắp đặt camera an ninh nhằm giảm thiểu tình trạng tội phạm lộng hành. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh của các camera hiện nay chưa được tốt, giảm hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Hẻm 21 trên đường Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3 được lắp camera hơn 2 năm nay. Theo người dân cho biết, từ khi camera vào hoạt động, tình hình trật tự an ninh và tội phạm giảm hẳn. Đường này, hẻm này tương đối vắng, nhiều khi nó cũng lại nó chích này nọ, nhưng mà từ khi mình lắp đặt rồi nó đâu có dám lại nữa đâu. Trong cái tổ cô thì nó có nhiều cái đường hẻm thì không có thể nào mà gắn, nếu mà gắn được cái mỗi cái hẻm mà vô phía hẻm nhỏ nhỏ trong đó, mỗi cái hẻm mình nên gắn thêm camera là tốt. Còn này là cái hẻm chính, cái hẻm chính thì chỉ vài cái camera thì cô thấy cũng tạm thôi à. Đây là một trong 64 camera được lắp đặt phủ sóng trên địa bàn phường. Toàn bộ hình ảnh quan sát từ camera sẽ truyền về công an phường. Sẽ có bộ phận theo dõi túc trực 24/24, kiểm soát tình hình trật tự an ninh tại địa bàn, phát hiện và xử lý kịp thời khi có sự cố hay có tội phạm tấn công. Có thể do biết có camera an ninh nên trộm cắp ngại, ít bén mảng. Nhưng trên thực tế, chất lượng hình ảnh từ các camera này còn chưa thực sự tốt, có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của phòng chống tội phạm. Cái chất lượng camera nó phụ thuộc vào độ sáng của cái đường phố. Ví dụ con hẻm, nếu mà hẻm mà nó không có được đủ độ sáng thì camera sẽ không đủ chất lượng để thu hình ảnh đó, không thể nhìn rõ mặt hoặc là không nhìn rõ được biển số. Ví dụ ban đêm, vì ban đêm á, xe người ta chạy sẽ có cái đèn lái hay đèn hậu. Đèn hậu nó sẽ chiếu và biển số phản quang thì sẽ không nhìn thấy được biển số xe. Hình ảnh trích xuất các đối tượng từ camera chưa rõ nét. Việc bố trí camera chưa hợp lý nên các đối tượng tội phạm có thể lợi dụng điểm mù gây án. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành ngầm hóa lưới điện. Đây cũng là một trong những khó khăn ảnh hưởng tới việc mở rộng lắp đặt camera an ninh. Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai lắp đặt camera an ninh rộng rãi ra khắp các địa bàn trọng điểm. Hàng nghìn camera an ninh nữa sẽ được lắp đặt. Việc người dân cần là tính khoa học và hiệu quả cao, chứ không phải chỉ là để hù dọa tội phạm. Ngày hôm qua 12 tháng 8, đợt 1 xét tuyển đại học 2016 đã kết thúc. Cũng ngay từ chiều tối qua, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cung cấp cho các trường đầy đủ thông tin thí sinh đã đăng ký vào trường hay là ngành của đợt xét tuyển đầu tiên. Trên cơ sở dữ liệu đó, thì các trường sẽ quyết định mức điểm chuẩn cũng như là có thể phán đoán được một tỷ lệ nhất định thí sinh có học ở trường mình không. Khác với không khí sôi động cùng với căng thẳng và mệt mỏi của năm ngoái, thì năm nay cả đợt xét tuyển diễn ra khá bình yên. Số thí sinh đi nộp hồ sơ vào ngày hôm qua là ít nhất cả đợt. Phần lớn đây là những thí sinh cố đợi đến ngày cuối cùng để có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ, quan sát thật tỉ mỉ, ra quyết định chọn ngành, chọn trường, sao cho yên tâm nhất. Tại trường Đại học Hà Nội, các bàn tư vấn tuyển sinh được phân nhỏ theo nhóm để phục vụ thí sinh được tốt nhất. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, tất cả các bộ phận khá nhàn nhã và thảnh thơi. Em không gặp khó khăn, mọi người tư vấn và hướng dẫn mình rất là nhiệt tình. Cũng đỡ hơn năm ngoái nhiều nhưng mà vẫn phải lo lắng nhiều hơn. Tại vì em chưa biết được những thí sinh nào tham gia hoặc là những thí sinh nào bằng điểm mình để em có thể chắc chắn nộp vào trường nào. Ngoài việc không cho thí sinh được phép rút nộp hồ sơ, một nguyên nhân nữa khiến cho đợt tuyển sinh đại học đầu tiên trong năm nay diễn ra khá thuận lợi bởi các trường không được công khai kết quả thi của thí sinh hay điểm chuẩn dự kiến của trường. Vì thế, cũng giải quyết được tình trạng thí sinh chỉ tập trung sao cho đỗ đại học. Cái phương thức xét tuyển của năm nay có tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái. Đặc biệt là cái vấn đề là thí sinh không được rút ra. Cái lợi thế lớn của nó là cho thí sinh được phép đăng ký 2 trường, rồi được phép đăng ký trên mạng, rồi được gửi thư. Chính vì vậy mà thí sinh có quyền lựa chọn đúng cái ngành mà mình mong muốn. Và khi đỗ được cái ngành mình mong muốn đó thì các em mới học nó có hứng hơn và tốt hơn. Chứ năm ngoái vẫn có một số tình trạng là thí sinh bằng mọi cách để đỗ được vào một cái ngành nào đó của một cái trường nào đó mà không phải cái mình mong muốn. Thế nên là có thể sau một thời gian, một học kỳ hoặc một năm là các em có thể lại bỏ. Xét tuyển năm nay là cái tính mà để hiệu quả cho xã hội là rất cao, giúp cho các phụ huynh cũng như thí sinh là tránh được những cái vất vả mà năm ngoái xảy ra. Các trường đều kỳ vọng sẽ tuyển đủ trong đợt 1. Tuy nhiên, thí sinh cũng không cần quá lo lắng vì có thể sẽ có nhiều trường hợp tiếp tục phải tuyển bổ sung do lượng thí sinh ảo năm nay vẫn khá nhiều. Trong đợt bổ sung, tính cạnh tranh không lớn nên khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn đợt 1. Một sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần vừa qua trong lĩnh vực điện ảnh, đó là sự ra mắt của bộ phim điện ảnh Cô Hầu Gái. Ngay từ phim thì có rất nhiều người giật mình và tưởng rằng đó là The Handmaiden, Người Hầu Gái. Bộ phim mới nhất của đạo diễn tên tuổi người Hàn Quốc Park Chan-wook đang tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes và hiện nay thì đang làm mưa làm gió tại xứ sở Kim Chi cũng như là nhiều quốc gia khác. Vâng, xong đây lại là một sản phẩm nghệ thuật của đạo diễn Việt kiều Derek Nguyễn. Thời điểm ra mắt thì cùng với cái tên được cho là một chiêu PR giúp cho sản phẩm thu hút công chúng hơn. Và đồng thời thì công chúng cũng có một món ăn và có thể là nhầm với Tây nhưng mà nội dung thì lại đúng ta. Cô Hầu Gái là bộ phim kinh dị, lãng mạn xoay quanh câu chuyện của cô hầu gái Linh do Nhung Kết thủ vai và ông chủ Sebastian do nam diễn viên người Pháp hiện đang sống tại Mỹ James Michael Richau đóng. Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều Derek Nguyễn. Đây là bộ phim đầu tay của tôi, bởi vì tôi rất thích phim kinh dị. Đây không chỉ là một bộ phim kinh dị mà còn có yếu tố lãng mạn với một câu chuyện tình yêu hấp dẫn. Bên cạnh đó là những nền tảng khác như lịch sử văn hóa và tôi hy vọng khán giả sẽ thấy thích thú với những câu chuyện đó. Sa Cát là một đồn điền để chăm sóc cho một điền trang của Pháp. Cô Hầu Gái được truyền cảm hứng từ câu chuyện có thật của đạo diễn Derek Nguyễn. Đây là bức tranh của xã hội Việt Nam thu nhỏ trong thời kỳ thuộc địa, lấy bối cảnh tại một đồn điền cao su, một nguồn tài nguyên của Việt Nam đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho các chủ đồn điền, nhưng cũng là nấm mồ chung cho không biết bao nhiêu mạng sống của những người nô lệ Việt Nam. Theo Trần, một cô hầu gái nghèo, mồ côi tên Linh đến tìm việc trong một ngôi biệt thự lộng lẫy nhưng u ám bởi những lời đồn thổi về các hồn ma. Bà vợ ở nhà chờ đợi mỏi mòn, con đơn, tự tử. Hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, Lan Hương là gương mặt diễn viên phim truyền hình quen thuộc, đồng thời cũng sở hữu hàng loạt vai diễn trên sân khấu kịch trong các vở như là Cuộc chia tay tháng 6, Người đã lạc đội hình, Nhân danh công lý, Tiếng hát cuộc đời, Trần Thủ Độ, Trên đài trời xanh hay là Đêm của bóng tối. Vâng thưa quý vị, nghệ sĩ Lan Hương còn được mọi người gọi với cái tên vô cùng trìu mến là Hương Bông đã chính thức chia tay sân khấu kịch vào tuần qua. Nhà hát kịch Việt Nam, nơi nghệ sĩ làm việc, đã tổ chức chương trình biểu diễn đặc biệt để có thể tôn vinh và tri ân nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tại Nhà hát lớn Hà Nội. Lan Hương được đứng đây, có những lời cảm ơn chân thành nhất, bày tỏ được lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ đi trước, đối với những nghệ sĩ, những thầy cô đã dìu dắt để có một nghệ sĩ nhân dân Lan Hương ngày hôm nay. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, tên thường gọi là Hương Bông, chỉ ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh người phụ nữ truyền thống dịu hiền, tần tảo, giàu đức hy sinh. Ngày 17 tháng 8, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương sẽ chính thức đến tuổi nghỉ hưu. Vì thế, Nhà hát kịch Việt Nam đã tổ chức một chương trình biểu diễn đặc biệt để tôn vinh và tri ân nghệ sĩ nhân dân Lan Hương tại Nhà hát lớn Hà Nội với vở diễn Tai Biến, tác giả nhà văn Xuân Đức, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Anh Tú. Dù là nghỉ không còn là nghệ sĩ chính thức của nhà hát nhưng mà không có nghĩa là mình chia tay với nghề, mình vẫn làm nghề khi còn sức khỏe và còn đến được với khán giả ngày nào thì sẽ vẫn đến với khán giả ngày đó. Rất đông nghệ sĩ và người hâm mộ đã đến chia sẻ cùng với nghệ sĩ Lan Hương, tạo ra một đêm nghệ thuật đáng nhớ trên sân khấu nhà hát lớn. Theo thông tin chính thức từ nhà sản xuất live show Carnegie is Concert, hai tên tuổi huyền thoại là Bonnie M và Chris Norman, huyền thoại Smokey sẽ đến Hà Nội trong một show diễn duy nhất vào tháng 10 tới đây. Đây sẽ là sự kiện nghệ thuật quốc tế đầu tiên được đánh giá là lớn nhất và sẽ được mong đợi nhất tại Việt Nam trong năm 2016 này. Theo tập đoàn IB là đơn vị trực tiếp mời hai ban nhạc . Tiếp theo chương trình sẽ là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi với một số bài viết đáng chú ý trên các trang báo ra cuối tuần. Thưa quý vị, vụ FLC ngăn đường ép dân đi lối khác tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn Bình Định, biển của dân FLC cũng cấm. Theo tìm hiểu của báo Nông Thôn ngày nay thì không chỉ bị ngăn đường và ép đi lối khác thì người dân Nhân Lý còn bị giăng phao cấm biển, bị quây bằng thép gai, gai lưỡi long không cho tiến vào khu vực lân cận và bị bảo vệ của FLC ngăn chặn từ xa. Ông Nguyễn Thái Hoàng, 60 tuổi, trú tại thôn Lý Hưng, xã Nhân Lý cho biết khi FLC về đây làm du lịch thì họ giăng phao khoanh vùng biển để khách du lịch tắm, đã cản trở việc đánh bắt thủy sản của ngư dân. Bao đời nay chúng tôi đánh bắt cá cơm xuất khẩu thì phải dựa theo bãi, theo mùa biển, tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, mỗi đêm có thu nhập lên đến cả trăm triệu đồng. Nhưng FLC giăng phao ra biển thì không thể vô đánh bắt đoạn đó được, mất thu nhập ảnh hưởng đến kinh tế của chúng tôi. Cũng theo ông Hoàng thì người dân ở đây đang bức xúc về việc bãi biển nguyên sinh, nơi tập thể dục lý tưởng của dân Nhân Lý giờ bị bảo vệ chắn lối. Ngày 11 tháng 8, trong vai khách du lịch đi trên bãi biển vừa bước chân qua khỏi rào gai thì các phóng viên đã bị ông TC là nhân viên bảo vệ tại khu quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn chặn lại. Ông Sen nói là việc rào gai thì nhiều ngày rồi, tôi không biết. Bữa trước làm lễ khánh thành thì rào kẽm gai, dân cũng kéo vô. Giờ chúng tôi được lệnh là thay thế bằng gai lưỡi cong. Gai này nguy hiểm lắm, mùa gió sóng đánh vô mạnh rồi giật gai ra biển. Chẳng may ngư dân dẫm phải thì tội cho họ, nên là tôi cũng phải có nhiệm vụ chặn từ xa. Tôi chỉ là bảo vệ làm thuê, buộc phải làm theo chỉ đạo, chứ biết làm sao được. Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý cho biết, thực chất số lượng ngư dân khai thác ở đó chẳng đáng là bao nhiêu. Chúng tôi đã làm việc với FLC và quán triệt là phải hết sức hòa nhã với dân và ngư dân Nhân Lý, ăn sóng nói gió, phải nhẹ nhàng thì bà con mới mến. Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho rằng những phản ánh của người dân mà phóng viên cung cấp đều là thông tin mới nghe lần đầu. Thực ra chưa có cơ quan nào báo cáo, nếu có thì chính quyền địa phương họ giải quyết chứ chưa lên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến giờ phút này, tức là đến ngày 11 tháng 8 thì tỉnh chưa có văn bản nào cho thuê biển. Còn trong quá trình làm thì doanh nghiệp vì lý do nào đó như là sợ tai nạn rồi cấm, nếu có thông tin đó thì tôi sẽ làm văn bản để chấn chỉnh ngay. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 8, thông tin chị Hoàng Thị Na Hương là chủ thẻ của Vietcombank Connect 24 giờ bị mất 500 triệu đồng. Chỉ sau một đêm thực sự đã gây rúng động. Số tiền bị mất quá lớn khiến cho chủ thẻ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Tổng cộng 7 giao dịch chuyển tiền được thực hiện trong đêm mà Vietcombank không hề có mã OTP gửi di động cho khách hàng. Mặc dù đã được hoàn trả 300 triệu nhưng số tiền 200 triệu bị mất, chị Na Hương vẫn chưa biết bao giờ mới được nhận lại. Trên trang 9 báo Lao động có bài viết liên quan về câu chuyện này. Bài viết với nhan đề "Ai bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ 500 triệu trong thẻ Vietcombank bị rút sạch". Chị Na Hương đã chia sẻ vào thời điểm diễn ra việc chuyển tiền, chị đang ngủ ở nhà và thẻ ATM vẫn ở trong túi xách. Trưa ngày 12 tháng 8, Vietcombank phát đi thông cáo báo chí với nội dung các đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền từ tài khoản khách hàng tới nhiều tài khoản trung gian tại 3 ngân hàng khác nhau tại Việt Nam. Sau đó, đối tượng lừa đảo đã rút 200 triệu đồng qua ATM ở Malaysia. Vietcombank đã khoanh giữ lại được 300 triệu đồng. Đây là các giao dịch chuyển khoản sang ngân hàng khác chưa kịp chuyển ra khỏi hệ thống Vietcombank. Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật Pacifico cho biết, trong vụ việc này thì có hai vấn đề đặt ra. Thứ nhất là ai là người làm lộ thông tin cá nhân của chủ thẻ? Phía Vietcombank làm mất thông tin khách hàng do bảo mật kém hay khách hàng bất cẩn tự lộ thông tin cá nhân? Thứ hai là kể cả khi thông tin khách hàng bị lộ rồi thì vì sao giao dịch không có mã OTP mà kẻ xấu vẫn rút được 500 triệu đồng thành công? Liên quan đến vấn đề ai là người để lộ thông tin cá nhân của chủ thẻ, trong thông cáo của Vietcombank cho biết, tại buổi làm việc, đại diện Vietcombank đã hướng dẫn cho khách hàng tự kiểm tra lại máy điện thoại cá nhân và phát hiện ra địa chỉ trang web giả mạo vẫn lưu trên máy của khách hàng. Việc mất tiền trong tài khoản xảy ra bởi khách hàng bị đánh cắp thông tin tài khoản từ trước đó, đã truy cập và khai báo thông tin trên đường link giả mạo website của ngân hàng có địa chỉ là greetingcreator.com. Tuy nhiên thì đó mới chỉ là khẳng định từ phía ngân hàng Vietcombank. Điều bất ngờ là khi trao đổi với phóng viên của báo Lao động thì chị Na Hương cho biết là không rõ kết luận Vietcombank dựa trên cơ sở nào. Ngày hôm đó thì chị cũng đã đi cùng chuyên gia công nghệ. Ngày hôm đó thì chị không đi cùng chuyên gia công nghệ và Vietcombank không có quyền kiểm tra điện thoại của chị. Buổi làm việc đầu tiên của chị và Vietcombank thì không có một biên bản nào cả. Chiết khấu cao kéo dài thời gian thanh toán, phát sinh nhiều chi phí không chính thức là những bất hợp lý mà các doanh nghiệp trong nước phải gánh chịu khi mà đưa hàng vào kênh siêu thị ngoại, dẫn đến nguy cơ hàng Việt bị đánh bạt ra khỏi kênh phân phối này. Những bất hợp lý trên đã được doanh nghiệp nêu cụ thể tại hội thảo tăng cường kết nối hàng Việt Nam với các kênh phân phối do Bộ Công Thương cùng với Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua 12 tháng 8. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food phản ánh nếu như mức chiết khấu tại nhiều siêu thị trong nước từ 10% trở xuống thì ở các siêu thị ngoại cao hơn từ 10 đến 20%. Thời gian thanh toán của các siêu thị nội phổ biến là 30 ngày thì tại các siêu thị ngoại là từ 30 đến 45 ngày, thậm chí có nơi còn kéo dài cho đến 90 ngày. Từ những bức xúc nêu trên thì các doanh nghiệp trong nước đều cho rằng các hệ thống siêu thị cần xem lại chính sách của mình. Theo ông Ngô Minh Hải, siêu thị nên đưa ra mức chiết khấu hợp lý để đảm bảo chính sách giá bán hợp lý, rút ngắn khoảng cách về giá bán cho người dùng giữa kênh siêu thị và kênh truyền thống. Đồng thời cần phải giảm chi phí kê khai sản phẩm mới cũng như là cân nhắc để tìm giải pháp cho khoản chi phí thuê mướn theo định hướng hợp tác hai bên cùng có lợi. Trên trang 3 báo Tiền Phong số ra cuối tuần có bài viết kinh doanh sau 24 giờ Hà Nội mở thâu đêm nhưng cần phải quản lý chặt. Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung về việc cho phép kinh doanh sau 24 giờ đang được đông đảo người dân, doanh nghiệp kinh doanh du lịch quan tâm đặc biệt. Chủ trương trên sẽ tạo đòn bẩy cho du lịch thủ đô phát triển, nhưng có nhiều ý kiến cho rằng nên tổ chức thí điểm ở một vài tuyến phố cổ trước khi tiến hành nhân rộng. Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, chủ trương bỏ sở giới nghiêm hợp lý, đặc biệt là vào thời điểm Hà Nội đang xác định du lịch là ngành mũi nhọn của thủ đô. Trước đó, Ban Quản lý phố cổ Hà Nội đã đề xuất giãn thời gian hoạt động của phố đi bộ để tăng hiệu quả kinh tế du lịch. Cụ thể, cho phép các nhà hàng, quán bar trong phạm vi phố đi bộ được mở đến 2 giờ sáng. Đồng thời cũng cần phải rà soát các quán bar có mở nhạc phải sử dụng các vật liệu tiêu âm cửa hai lớp để không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Ông Tiến cũng thông tin thêm, trước đây khi bắt đầu tổ chức chơi nhạc trên các ngã ba, ngã tư phố cổ, nhiều hộ dân bất bình yêu cầu ngừng hoạt động do ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên đến khi dừng thì các hộ dân lại gửi đơn đề nghị biểu diễn lại, đơn cử như ở 61 Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm. Hơn 20 hộ dân đã yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ để có thể thu hút du khách, do đó việc mở rộng cần phải thực hiện từng bước và cần phải cẩn trọng. Liên hoan phim quốc tế là cơ hội cho bất kỳ một quốc gia nào muốn giới thiệu ngôn ngữ điện ảnh của mình. Bởi thế mà việc có mặt của nhiều phim Việt tại một số liên hoan phim quốc tế năm qua có vẻ là một tín hiệu đáng mừng. Phim Việt một năm bước ra khu vực, bài viết trên trang 17 của báo Tuổi Trẻ. Mới đây, tin phim Cuộc đời của Yến do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ sản xuất đoạt giải thưởng lớn ở liên hoan lần thứ 9 phim công chiếu quốc tế lần đầu Philippines 2016 do Hội đồng Điện ảnh Philippines tổ chức, diễn ra từ ngày 29 tháng 6 cho đến ngày 11 tháng 7 tại Manila, Philippines, đã là tin vui về giải thưởng quốc tế mới nhất mà một bộ phim Việt giành được trong khu vực. Ước mơ về một tà áo dài trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế, nơi hàng trăm ngàn máy ảnh hướng vào đã không còn là chuyện khó. Mong mỏi về việc được nghe tiếng Việt trên màn ảnh lớn của những rạp phim quốc tế đã không còn là điều xa xỉ. Như đạo diễn Phan Đăng Di, người không chỉ đưa được phim của mình đến với các liên hoan phim quốc tế trên thế giới, mà còn giới thiệu rất nhiều phim Việt khác, đã từng chia sẻ. Giá trị lớn nhất của phim Việt khi đến với liên hoan phim ngoài biên giới Việt Nam đó là sự xuất hiện. Để cho bên ngoài biết có một nước Việt Nam và người Việt Nam nói tiếng Việt, văn hóa, tiếng nói, chữ viết của người Việt không phải là Trung Quốc. Thế nên liên hoan phim quốc tế lớn hay nhỏ thì cũng nên xuất hiện để nhắc cho người ta thấy rằng điện ảnh Việt không chết, điện ảnh Việt tồn tại và điện ảnh Việt đang phát triển. Trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với người mẫu Trương Hoài Nam, thí sinh vừa rời khỏi cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2016 để có thể thấy rõ hơn đâu là thật và đâu là diễn của các thí sinh ở trong ngôi nhà chung. Những chữ viết tí hon trên các lá bạ vàng và bạc bé xíu trong các hài cốt có niên đại từ 2.000 năm trước được phát lộ tại Serbia có thể là các lời nguyền hay là bùa phép. Kỳ lạ cứ đêm tối đến là cả ngôi làng ở phía bắc nước Nga bị vùi lấp trong cát, và hiện tượng lạ lùng các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải nổi. Thưa quý vị, Việt Nam Next Top Model 2016, cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2016 đang thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả xem truyền hình. Bên cạnh những yếu tố về chuyên môn, về nghề người mẫu thì câu chuyện đời thường của những thành viên sống trong ngôi nhà chung cũng được công chúng hết sức chú ý. Nhiều người coi đó là thứ gia vị mà nếu như là thiếu đi thì nó sẽ không còn mang tính thực tế trong một game show nữa. Vâng, những ngày qua thì câu chuyện căng thẳng giữa các thí sinh không chỉ còn là câu chuyện trên sóng truyền hình mà còn lan sang cả mạng xã hội, nhất là khi mà có một số thành viên phải sớm chia tay cuộc thi. Đã có những chia sẻ thẳng thắn trên mạng xã hội và báo chí. Vâng, và những chia sẻ đó một phần hé lộ tính thực tế từ game show truyền hình này, và kéo theo đó là những sự tò mò khác, như là các thí sinh có phải đang diễn hay không, hay là đúng con người thật của họ, liệu có phải là một kịch bản hay là cái sự giật dây nào khác. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ để nghe những chia sẻ của người mẫu Trương Hoài Nam, một thí sinh vừa rời khỏi cuộc thi tìm kiếm người mẫu Việt Nam 2016 để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Bên cạnh những bản phun thì những câu chuyện hậu trường trong nhà chung thường được ban tổ chức cuộc thi cắt nhỏ và đẩy lên mạng Internet. Số lượng theo dõi các câu chuyện kịch tính bên lề này đôi khi còn nhiều hơn những màn thi thố của các thí sinh. Giữa những bình luận của khán giả, không ít người cho đây là diễn, là câu view. Người mẫu Trương Hoài Nam sau khi bị loại khỏi cuộc thi đã có những chia sẻ trên trang cá nhân của mình và trên báo chí. Theo đó thì không phải cái gì khán giả thấy trên truyền hình cũng là thực, là toàn bộ của câu chuyện, nhất là khi chuyện đó liên quan đến thị phi, người tốt hay kẻ xấu. Xin chào Hoài Nam. Đầu tiên là rất là muốn biết cảm xúc và suy nghĩ của bạn sau khi trở về từ chương trình Việt Nam Next Top Model. Thật ra thì khi mà ở trong ngôi nhà chung thì tôi không được tiếp xúc với bên ngoài, không được sử dụng tất cả những cái gì liên quan đến truyền thông, điện thoại, các thứ gì. Lúc đầu thì có nghĩ là nó làm sao mà sống được đây khi không có điện thoại. Nhưng mà khi mà sống cùng một tập thể thì gặp những các bạn ấy thì mọi người đều biết dung hòa để có thể sống với nhau thoải mái nhất, thì tôi nghĩ là cuộc sống mà không có điện thoại nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của bạn cũng như là các thành viên khi phải sống trong ngôi nhà chung mà tất cả các cái căn phòng của ngôi nhà đó thì đều có máy quay chĩa vào các bạn. Nó cũng không đáng quan ngại cho lắm. Tại vì khi mà sống như nhà chung thì tức là đây là một chương trình thực tế và sống tập thể thì mình phải biết tiết chế cái cá tính và cái tôi của mình lại để có thể hòa nhập được với tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng là việc phải sống chung với những người không quen biết rồi lại bị luôn theo dõi bởi các cái máy quay sẽ khiến cho rất nhiều người sống ở trong ngôi nhà chung không thoải mái, và việc các bạn phải diễn làm sao cho tốt sẽ là một tâm lý đè nặng lên các thí sinh. Bước vào ngôi nhà chung thì chúng tôi có biết là máy quay đặt khắp nơi ấy, thì lúc đầu thì có hơi sợ một tí, tại vì bình thường mình sống ở nhà thì cái tính của mình khi mà nghĩ là mọi người khác xem được sẽ không hay. Nhưng mà sau một thời gian sống với nhau thì mọi người đều biết dung hòa và tiết chế cái tôi cá nhân lại để có thể thoải mái nhất với nhau, thì cá nhân tôi thì cũng tiết chế những cái tật xấu của mình lại để không phải bị mọi người phát hiện, mà nếu mà bị mọi người phát hiện ra rất là xấu hổ, nên là về vấn đề máy quay tôi không quan ngại cho lắm. Truyền hình thì mọi người thấy rằng là có những cái kịch tính, có những mâu thuẫn giữa các thành viên sống trong ngôi nhà chung. Tuy nhiên thì có thể là với rất nhiều người, ví dụ cả như tôi chẳng hạn, thì cũng đặt ra một câu hỏi là liệu đó có phải là câu chuyện thực hay không, hay là đây là các bạn đang diễn. Thì có những người họ muốn nổi bật, họ cố gắng để làm cho gây sự chú ý, nhưng mà thật ra chỉ có lần một lần hai thì tất cả mọi người trong nhà chung thì mặc kệ thôi, nhưng bắt đầu những lần tiếp theo thì mọi người bắt đầu chú ý dần. Có bao giờ bạn đặt ra một cái câu hỏi giống như là khá nhiều khán giả xem truyền hình họ thấy là tại sao có những cá nhân xấu đến như vậy? Tôi nói đây là cá tính xấu, không được mọi người yêu thích, lại là nhân tố gây được sự chú ý và lại là nhân tố luôn có mặt ở trong các vòng tiếp theo. Tất nhiên là trước máy quay thì mình cũng phải quá lên một tí, nhưng mà nếu mà diễn với cái cá tính thật của mình ấy, thì cũng chẳng sao. Nhưng mà những người nào diễn để cho khác mình đi, làm nổi bật mình lên thì tất cả những cái đấy là mọi người trong nhà chung đều không thích. Còn nếu như mà tại vì tôi không phải là họ nên là tôi không thể đọc được suy nghĩ của những người trong nhà chung. Sau khi mà trở về từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model thì tôi thấy rằng là bạn đã chia sẻ khá nhiều ý kiến của mình trên Facebook và khá nhiều người đã nhận xét về ý kiến của bạn. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao những cái ý kiến đó lại không được bạn thể hiện trong cuộc thi, trong cuộc họp với những người bạn trong ngôi nhà chung, mà lại là sau khi rời cuộc thi này? Những cái câu chuyện, những cái căng thẳng trong cuộc họp nhà chung ấy thì tất nhiên là khán giả chỉ nhìn được một phía thôi, tại vì chưa chắc là cái câu chuyện này nó đã phát sóng trên TV nó đã đầy đủ. Thì tôi là người trong cuộc thì tôi cảm thấy như mọi người đang khá là nghiêng về cái câu chuyện đầu tiên, thì là giữa Trâm với Thanh, thì là mọi người đang khá nghiêng về cái ý kiến là Trâm nói câu đó ra để bịa đặt cho Thanh. Thì khi mà rời cuộc thi thì tôi có đọc báo thì hầu như ý kiến nghiêng về thế, thì tôi có chỉ nói lên sự thật thôi. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Hoài Nam. Thưa quý vị, chính những sự tranh cãi, xung đột đã làm nên sức hút của truyền hình thực tế, cho công chúng thấy được một mặt chưa được hoàn chỉnh, một mặt vô cùng đời thường. Ở một mức độ nào đó thì chúng làm cho các chương trình gần gũi hơn với quý vị khán giả, một mặt nếu không khéo sẽ gây ra sự phản cảm. Điều đó đủ thấy thực tế không đồng nghĩa với việc là có gì phát đấy là đưa 100% lên sóng. Vâng, sự điều tiết khéo léo thì mang tới sự định hướng thẩm mỹ tốt lành cho công chúng. Nếu không thì nó chỉ là những thị phi. Đôi khi thì công chúng lại bị thu hút nhờ những thứ mà họ được lại là những chuyện tầm phào, mua vui mà thôi. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi thì hy vọng là sẽ giúp quý vị tỉnh táo hơn khi mà xem những game show theo kiểu truyền hình thực tế. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 13 tháng 8. Ngày hôm nay tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Nguyễn Cường, Tuổi thơ tôi tại Hà Nội. Đây là live show đầu tiên nhạc sĩ Nguyễn Cường đích thân thực hiện. Trong đêm nhạc này, nhạc sĩ sẽ kể câu chuyện của một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gắn với phố cổ và những ký ức và tình yêu. Dù có những người gọi Nguyễn Cường là người đàn ông của núi rừng, thì ông vẫn một mực với tình yêu Hà Nội, nồng nàn, sâu sắc. Ngày hôm nay, Liên hoan âm nhạc Việt Nam Connection Music Festival 2016 sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong khuôn khổ năm nay, Liên hoan sẽ giới thiệu chương trình chuyên đề về âm nhạc thế kỷ 17, thời kỳ phục hưng của nhạc sĩ nổi tiếng người Đức, được coi là người đứng đầu trong các thể loại nhạc phức điệu J.S. Bach với những bản nhạc nổi tiếng vượt thời gian. Từ ngày hôm nay, đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ để lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác. Trừ trường hợp đại lý đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế, được bán ngoại tệ tiền mặt thu đồng Việt Nam cho cá nhân có hộ chiếu hợp lệ. Ngày hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình Gala Quốc gia Khởi nghiệp. Đây là chương trình quy mô lớn nhất cả nước được tổ chức bởi Trung tâm Khoa học Tư duy. Gala sẽ mang đến cái nhìn toàn diện, khách quan trong việc kiến tạo quốc gia, khởi nghiệp thành công xuất phát từ đổi mới tư duy, cải cách giáo dục và tư duy sáng tạo. Từ ngày hôm nay, có thể sẽ có một số trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn của mình. Nếu đã hoàn tất các thủ tục liên quan, thí sinh sẽ có 5 ngày, từ 14 đến 19 tháng 8, để quyết định học trường nào, ngành nào. Sau khi quyết định, thí sinh phải nộp ngay giấy chứng nhận điểm vào trường trúng tuyển. Nếu quá thời gian, không nộp sẽ bị hủy kết quả và phải tham gia xét tuyển vào các đợt sau. Các nhà khảo cổ Serbia mới đây đã phát hiện ra những ngôi mộ cổ từ thời La Mã có niên đại hơn 2.000 năm tại quốc gia này. Tại đó thì đã phát lộ những chữ viết tí hon và những lời nguyền lạ có trên các lá bùa bằng vàng và bạc nằm trong những bộ hài cốt. Những ngôi mộ cổ được phát hiện dưới móng một nhà máy than điện ở Kostolac, đông bắc Serbia. Nơi này xưa kia chính là thành phố cổ Viminacum của La Mã, khi đế chế phồn hoa này còn thống trị châu Âu. Trong khi dỡ những lớp đất khỏi xương, các nhà khảo cổ đã phát hiện hai gói làm bằng chì, bên trong chứa các cuộn kim loại quý, bằng vàng và bạc được khắc các biểu tượng và văn bản. Họ tin rằng đây là một loại bùa phép gắn liền với mộ, nhưng chưa rõ nhằm mục đích gì. Nhóm các nhà khảo cổ Serbia cho hay tất cả những gì họ biết là nội dung sử dụng chữ cái Hy Lạp cổ, nhưng là ngôn ngữ Aram từ Trung Đông. Những lá vàng và bạc rất mỏng manh, chỉ bằng giấy gói kẹo, nhưng việc giải mã không phải là vấn đề dễ dàng. Tuy nhiên, tôi có linh cảm rằng chúng tôi sẽ làm được. Loại hiện vật này đã xuất hiện tại nhiều nước khác, nhưng đây là lần đầu tiên tại Serbia. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng những thi hài và những mảnh thần chú được trưng cất vào khoảng thế kỷ thứ 4 sau công nguyên. Nhưng họ vẫn chưa phân tích được toàn bộ các cuộn thần chú hay xác định chính xác niên đại của chúng. Tuy nhiên, họ cũng khẳng định rằng các bùa chú này thường là bùa yêu với mục đích mê hoặc ai đó, nhưng cũng có thể là những lời cầu ác hay nguyền rủa. Ngoài ra, người ta thường chôn bùa cùng với các nạn nhân chết thảm với niềm tin rằng oan hồn của họ có khả năng truyền đạt mong muốn ghi trên đó tới quỷ thần và biến chúng thành sự thật. Đi dạo bên bờ biển vào buổi tối là điều mà bất cứ du khách hay là người dân vùng biển nào cũng muốn được trải nghiệm để có được sự thư thái và thoải mái. Tuy nhiên thì người dân ở làng Shoyna của Nga lại không thể làm được như vậy. Nguyên nhân là bởi cứ về đêm thì cả ngôi làng sẽ bị vùi lấp trong cát. Đây là một hiện tượng lạ lùng mà cho tới nay các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải nổi. 1.400 km north of Moscow. Ngôi làng Shoyna nằm ở phía bắc nước Nga, bên rìa của vòng Bắc Cực. Shoyna được xem là ngôi làng kỳ lạ nhất nước Nga bởi cứ đến ban đêm, nơi đây sẽ bị vùi lấp trong cát. Hiện tượng này xuất hiện vào đầu những năm 1990. Người dân Sonia ngủ thiếp đi trong đêm và đến khi thức dậy, họ nhận thấy mình gần như bị chôn sống. Và từ đó, hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Trong vài năm gần đây, kiến trúc sư tên là Jan Guna Sketchoy đã tìm đến đây và cố gắng thiết kế cho người dân ngôi nhà có thể chịu được gió và cát. Ở đây từng có một ngôi nhà, và nó đã bị vùi lấp bởi cát. Phía bên cạnh còn có 3 ngôi nhà khác cũng trùng số phận như vậy. Còn nhà tôi ở phía kia, nó vẫn đứng vững. Trước những năm 1990, do số lượng cá và sinh vật biển tươi tốt ngoài khơi, ngôi làng chài nhỏ yên tĩnh này trở thành khu định cư tuyệt vời của 1.500 cư dân sinh sống. Hiện tại, làng Shoyna chỉ còn khoảng 300 người dân sinh sống. Giờ đây, người dân Shoyna không còn kiếm sống nhờ nghề đánh bắt cá như trước, mà thay vào đó, họ chỉ sống dựa vào những đồng lương hưu, tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Một số ít thì đi săn ngỗng hoặc kiếm tiền từ việc đào bới cát, giúp mọi người thoát ra ngoài. Được biết, các nhà khoa học cũng đã bắt tay vào nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân để ngăn chặn hiện tượng này, nhưng chưa thành công. Từ trước tới nay, chứng liệt do chấn thương cột sống được xem là vô phương cứu chữa. Tuy nhiên, một thành tựu y học đáng kinh ngạc mới đã cho phép các bệnh nhân này có thể tự đi lại bằng cách chống nặng. Liệu pháp điều trị mà các nhà khoa học thử nghiệm với các bệnh nhân nói trên là sự kết hợp của việc sử dụng các kỹ thuật tân tiến và kích thích các khu vực của não bộ từng kiểm soát các chi bị liệt của các bệnh nhân. Phương pháp này không chỉ có thể chữa lành những tổn thương ở não bộ mà còn ở dây cột sống. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học Duke ở bang California, Mỹ cho thấy sau khi được điều trị bằng phương pháp sử dụng công nghệ thực tế ảo cộng với sự hỗ trợ của các robot kiểm soát não bộ, 4 trong số 8 bệnh nhân gồm 6 nam và 2 nữ đều bị bại liệt 2 chân, chỉ còn bị liệt một phần. Chúng tôi nhận thấy rằng việc tập luyện lâu dài với các giao diện não máy trong những bối cảnh khác nhau đã khôi phục lại một phần hoạt động thần kinh, thể hiện qua sự khôi phục một phần các chức năng cơ động và xúc giác của tất cả các bệnh nhân. Kỳ diệu nhất là trường hợp của một nữ bệnh nhân 32 tuổi bị bại liệt trong hơn 10 năm qua. Ở giai đoạn đầu thử nghiệm tại một trung tâm y tế ở thành phố Sao Paulo, Brazil, bệnh nhân không thể tự đứng dậy, thậm chí ngay cả khi sử dụng thiết bị hỗ trợ. Tuy nhiên, sau hơn 13 tháng điều trị theo phương pháp mới, bệnh nhân đã có thể đi lại với sự hỗ trợ của một bộ khung chuyên dụng. Trong khi đó, bệnh nhân nữ còn lại còn có thể khôi phục toàn bộ các giác quan bên ngoài da và bên trong cơ thể. Đặc biệt, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đã có thể mang thai theo mong muốn. Côn trùng không còn là loại thực phẩm xa lạ với người tiêu dùng nhiều nước, nhưng mà tại Hàn Quốc thì nó đang trở thành một món ăn lạ miệng và được yêu thích. Nắm bắt được xu hướng trên, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và kinh doanh các nhà hàng côn trùng, giúp cho lĩnh vực này thực sự bùng nổ. Các món ăn từ côn trùng đang trở thành đặc sản của nhà hàng Papillon ở Seoul. Không chỉ vậy, nhiều nguyên liệu của nhà hàng này như dầu ăn hay bột làm bánh đều được chiết xuất từ các loại ấu trùng, để rồi sau đó trộn thêm vào các món ăn như mì nấm hay bánh khoai tây. Những món ăn độc đáo đó lại được thực khách đánh giá rất cao. Mùi vị của những món ăn ở đây thơm ngon, chẳng khác gì những quán khác. Tôi không hề có cảm giác ghê sợ khi nghĩ tới việc mình đang ăn côn trùng. Trái lại, tôi thấy thích và thấy thú vị. Kim Young-guk là chủ nhân của nhà hàng Papillon. Anh cho biết công nghệ chiết xuất côn trùng chính là chìa khóa chinh phục những thực khách theo chủ nghĩa hoài nghi của anh. Nếu thực khách nếm thử và họ có ấn tượng tốt ngay từ lúc đầu, ý tôi là chỉ cần họ thấy ngon là chúng tôi thành công rồi. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc đã công nhận côn trùng bao gồm cả những chú bọ cánh cứng là nguyên liệu có thể chế biến món ăn. Nhiều nghiên cứu về thức ăn dinh dưỡng cũng cho thấy côn trùng không chỉ là thực phẩm an toàn mà còn chứa lượng chất dinh dưỡng nhiều như thịt bò và thịt gà. Hơn thế nữa, chúng thân thiện với các nông trại hơn và đòi hỏi ít diện tích để nuôi hơn gia súc. Ước tính ngành kinh doanh côn trùng tại Hàn Quốc hiện có giá trị hơn 180 tỷ won. Với lợi nhuận lớn và nhu cầu ngày một tăng, nên không khó để bắt gặp những nhà hàng côn trùng trên khắp Hàn Quốc và được người tiêu dùng vô cùng ưa chuộng. Thưa quý vị, với những người thích ăn ớt thì bữa ăn sẽ không ngon trọn vẹn nếu như thiếu đi vị cay như một nồng nàn của loại gia vị này. Chính vì thế mà nhiều người hay trồng ớt ở gần nhà để tiện thưởng thức. Để sưu tập được những giống ớt ngon, không nơi nào lý tưởng bằng tới lễ hội ớt ở hạt Sussex của nước Anh, được tổ chức mỗi năm một lần vào tháng 8. Theo thông lệ, lễ hội ớt năm nay cũng diễn ra tại vùng Westin ở thành phố Chichester. Hàng trăm chậu ớt, trồng 250 giống ớt khác nhau đã được các nhà vườn mang đến trưng bày trong khu nhà kính tại đây. Trong vài năm gần đây, người dân Anh bắt đầu chú ý đến trồng ớt hơn. Tại sao lại như vậy ư? Tôi cho là có vài lý do. Có thể là do sự pha trộn văn hóa, cũng có thể là vì bây giờ người ta mạnh dạn thử các món ăn lạ đến từ những vùng miền khác nhau. Cuối cùng, sau các chuyến du lịch, người ta thích sưu tầm những giống cây lạ mắt như ớt. Bên cạnh đó, lễ hội còn có khu vực giới thiệu các sản phẩm chế biến từ ớt như các loại tương ớt, nước ớt truyền thống hay món sô-cô-la ớt vô cùng lạ miệng. Mới nếm thì món này có vị ngọt như sô-cô-la, nhưng sau đó, sự cay nồng của ớt bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng. Đây là loại sô-cô-la cay nhất mà tôi từng được ăn. Trong khi đó, những người yêu thích nghệ thuật hơn là vị cay của ớt có thể mua các tác phẩm nghệ thuật mang chủ đề về ớt hay những món quà lưu niệm in hoặc mang hình ảnh trái ớt, hay những món nữ trang mô phỏng loại gia vị này. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995, lễ hội ớt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người yêu thích ớt từ khắp nơi trên thế giới. Tới nay, lễ hội trở thành ngày hội về ớt lớn nhất xứ sở sương mù. Một tin vui dành cho nữ ca sĩ Rihanna và người hâm mộ cô. Cụ thể đó là nữ ca sĩ sẽ nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời của ban tổ chức giải Video Music Awards, viết tắt là VMA, trong một sự kiện diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tới. Giải thưởng mang tên Michael Jackson Video Awards này là vinh dự lớn nhất mà một nghệ sĩ có thể giành được trong ngành công nghiệp làm MV. Giải không chỉ phản ánh tác động của một nghệ sĩ tới nền âm nhạc mà còn cả văn hóa đại chúng, thời trang, phim ảnh và các hoạt động từ thiện. Theo lịch trình, Rihanna sẽ biểu diễn tại buổi lễ ở New York, nơi cô được đề cử 4 giải VMA cho ca khúc Walk, kết hợp với rapper người Canada Drake và This Is What You Came For hợp tác với Calvin Harris. Rihanna, 28 tuổi, từng 2 lần giành giải video của năm tại lễ trao giải MTV và 8 lần nhận giải Grammy. Tới nay thì cô đã bán được hơn 61 triệu album trong sự nghiệp của mình. Ngôi sao của bản hit Umbrella cũng là người sáng lập ra tổ chức Clara Leonel Foundation, hoạt động nhằm mục đích cải thiện đời sống, sức khỏe và các dịch vụ văn hóa ở quê nhà Barbados của cô và những vùng khác nữa. Bên cạnh những bộ phim bom tấn thì những dòng phim khác như là phim hài, phim hoạt hình cũng tấn công các rạp chiếu trên khắp thế giới vào mùa hè năm nay. Và một trong những bộ phim hài đang được đông đảo khán giả chờ đón đó chính là Wild Dogs, Hợp đồng béo bở. Và mới đây thì nam chính của Wild Dogs cũng đã có những trải lòng về bộ phim hài hước có thời lượng là 90 phút này. Hello? Hey. Hey, babe. Did I wake you? No, I'm just at the hotel. We're about to have some breakfast. Wild Dogs, Hợp đồng béo bở là bộ phim hài hước chứa đựng nhiều tình tiết thú vị và hấp dẫn của đạo diễn nổi tiếng Todd Phillips với sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Jonah Hill. Wild Dogs xoay quanh câu chuyện nói về một sự việc có thật xảy ra với hai nhân vật chính là hai chàng trai trẻ David Parker và Ephraim Giverly. Họ là một đôi bạn thân rất ăn ý và công việc của họ là thương gia về các mặt hàng khi khách hàng cần. Tới một ngày, họ nhận được một hợp đồng béo bở trị giá 300 triệu đô la Mỹ từ Lầu Năm Góc để cung cấp vũ khí cho quân đồng minh của Mỹ ở Afghanistan. Với tôi, bộ phim chỉ là một câu chuyện và sẽ thật điên rồ nếu ai đó tin câu chuyện này đã thật sự xảy ra, dù đây thực sự là một kịch bản rất hay và hấp dẫn về loại người lạm dụng giấc mơ Mỹ, và tôi sẽ thật sự ghen tị nếu một ai khác nhận vai này mà không phải tôi. Trong khi đó, đạo diễn Todd Phillips lại quan tâm nhiều hơn đến các khía cạnh tài chính của các cuộc chiến tranh và xung đột mà bộ phim đề cập tới, bởi theo ông, không có nhiều người tập trung vào khía cạnh này, mặc dù đã có rất nhiều bộ phim về chiến tranh được sản xuất. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc cho quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.